ngày 7 tây phải không ta? Ngày 6 tây tháng 7. Ok, bữa nay như thường lệ, Nam Mô A Di Đà Phật, bữa nay thường lệ thứ 7 ngày 6 tây tháng 7 năm 2024. Trưa nắng nóng 95 độ, ở Việt Nam cũng cỡ 26 độ C. Thôi mình ngồi thiền 5 phút nha, rồi nói chuyện. Cách mà thời nay hiện giờ Phong Thần 2 đang diễn á, thì tất cả mọi người, mọi nhà, tất cả hội thiên nhân thế giới phải tập ngồi thiền và bắt ấn, bắt ấn tam muội, rồi quán chiếu án mani bát chi hồng, án chiếc lợi chuẩn đề ta bà ha, thì đọc chú chuẩn đề. Án là mình tưởng tượng trên đầu, chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề xóa hà, để mà chấn lại những cái ma quỷ mà bây giờ nó thường tàn phá, nó đi vô, nó chuyển tâm của tất cả con người. Nó có thể chuyển tâm bộ trưởng bộ quốc phòng, nó có thể chuyển tâm bí thư, nó có thể chuyển tâm ông này bà nọ, huống hồ chi là những người dân bình thường. Nó vô tâm á, nó vô khẩu, nó nhập vô là quậy tùm lum, tan nhà nát cửa. Cho nên lúc này phải ngồi thiền bắt ấn và đọc án trước lời chuẩn đề xóa ha, và lúc nào cũng ghi nhớ hình tượng của Thượng Đế, và luôn luôn phải thuộc lòng Chúa Đại Bi, để mà giống như một cái chích ngừa vậy đó, để khỏi bị như mùa này, mùa Covid, gọi là Covid zombie. Zombie nghĩa là bị chúng ta chúng trượt mà mình không biết, rồi mình bị Covid. Covid tức là mình đi chỗ nào có trượt, có dơ, ô uế thì cũng dễ bị. Cho nên luôn luôn phải đọc án chiếc lợi chủ là cái miệng mình làm chủ, cái miệng làm chủ, cái miệng cũng phước, cái miệng cũng tạo nghiệp, là cái miệng chủ lợi chuẩn đề xóa ha. Đó là cần phải ghi nhớ, họ thiên, nhất là họ thiên, còn không họ thiên cũng phải ghi nhớ. Kinh điển Đại Thừa Lăng Nghiêm Thập Chú đã truyền mấy nghìn năm, đó là để cho thời mạt pháp, ma quỷ mà nó không có Lăng Nghiêm nó sẽ chiếm quả địa cầu chúng ta. Chúng ta phải giành quả địa cầu trở lại bằng cách đọc Lăng Nghiêm và Thập Chú. Những hàng đệ tử họ thiên phải đọc Lăng Nghiêm Thập Chú, đó là căn bản. Ai không đọc Lăng Nghiêm Thập Chú, thầy nào tu mà nói Lăng Nghiêm Thập, không đọc Lăng Nghiêm Thập Chú, không ngó tới Lăng Nghiêm Thập Chú, đó là tu bề ngoài, tu màu, tu sắc, tu âm thanh, đó là ma quỷ. Nên nhớ những cái căn bản. Còn ma quỷ, khẩu của nó ngọt hơn khẩu của Phật. Phật nói thẳng, Phật nói thiệt. Thẳng thì mất lòng, thiệt thì đụng chạm. Và cho nên thuốc mà muốn giả tập thì phải là thuốc đắng. Cho nên phải để ý cái nào thuốc giả. Thuốc giả thì đường không à, nó ngọt á, nó lên đường á, nó bị tiểu đường á. Còn thuốc thiệt là thuốc đắng. Ok, bấm 5 phút nha, rồi bắt đầu mình nói chuyện. Thank you.
con coi vô trong đó ai sắc cái gì đó. Một chú không có đứa nào được ăn cái miếng đó mà sắc, ăn mấy con sẽ mất phước. Không chẳng là tù là người ý thức không bằng ý thức, học thức không có bằng cách sống, nội dung không có bằng thật. Cho nên những cái gì mà sắc cụp cụp đó không có đó được ăn nha. Ăn mấy con sẽ nhớ cái tiếng cụp cụp. Tại ngồi thiền là chư thiên xuống nhúc đầu. Chư thiên trong cái khoảng khắc nó quan trọng, mà người đó sẽ bị mất phước dữ lắm. Cho nên coi coi cái ông tiên á, ông tiên mà đầu hói hói á, bữa giờ hồi ấy đó, đó là ông tiên dọn đường cho Phật Di Lạc ra đời. Sư phụ là đệ tử Phật Di Lạc, thì nên coi để hiểu thêm cái ông tiên đó cũng là chánh á. Bởi vì sư phụ bị thiên ma quýnh tơi bời. Có bài thơ này mấy chị dì mới tặng sư phụ khoảng tiếng đồng hồ trước. Binh đao khói lửa lan tràn, hồn ai nấy giữ, giặc tràn sang sông. Hôm nay hai câu thơ này đọc lại. Binh đao khói lửa lan tràn, hồn ai nấy giữ, giặc tràn sang sông. Thì ở ngoài đó những nhà trí thức, ai muốn hiểu như thế nào thì cứ hiểu. Sấm sẽ nổ, sang hà biến động, thất tướng chừng quỷ lộng sang hà. Chừng nào thất tướng lộ ra thì chừng đó nước nhà mới an yên. Thì nó cũng y gần giống như vậy. Nên nước nhà của mình hiện bây giờ không có an yên. Sắp có một cuộc biến động rất là lớn, dân sẽ chết rất là nhiều, đói nhà thương khủng khiếp. Có sống thì thiền nó mới lật. Đó là hôm nay mở đời như vậy. Hôm nay mình không có nói chuyện tà ma nữa, vì tụi nó đã bị tiêu diệt hết. Nói hết thì không hết, cũng còn mớ. Nhưng mà trong tà nó cũng có nhiều quá. Nó tới mấy triệu người ở cái quả địa cầu này. Chỉ một chi nhánh nhỏ của nó nằm ở trên núi Thiên Long Sơn mười mấy năm. Một chi nhánh nhỏ. Nhưng mà lớn thì nó nằm ở bên nước Việt. Và cái câu thứ hai là Đức Thầy mới tặng cho đồ đệ ngoan. Đức Thầy thường kêu sự là đồ đệ ngoan không ạ? Là ngày 5 tháng 7, bữa nay ngày 6, tức là chiều hôm qua. Ngày 5 tháng 7 năm 2024, đích lời của Đức Thầy tặng nha. Phước cho nhân loại hợp thời, minh vương tái thế lập đời an bang. Phong thần ta ấn bản vàng, lưu truyền sử sách ngàn ngàn đời sau. Đó là ngày hôm qua Đức Thầy tặng cho sư phụ. Tức là phong thần thì Đức Thầy nói là ta ấn bản vàng, lưu truyền sử sách ngàn ngàn đời sau. Còn Đức Thầy tặng chung với hai thầy trò. Mỗi lần Đức Thầy về là kêu đồ đệ ngoan không à. Phước cho nhân loại hợp thời, minh vương tái thế lập đời an bang. Phong thần ta ấn bản vàng, lưu truyền sử sách ngàn ngàn đời sau. Cái này tất cả những tín đồ hòa hảo chưa ai được nghe câu này. Và có bốn câu thơ như thế này. Chỉ có Minh Dương là đồ đệ giỏi, tốt, chịu đấm ăn xôi, chưa ngậm đắng nuốt cay, để cho cả thế gian này nó vùi dập. Thì Đức Thầy tặng cái đó, thấy Minh Dương tội nghiệp, Đức Thầy tặng câu đó. Cả cuộc đời Thiên Đức Kiện này chưa bao giờ làm phiền ai, cũng chưa bao giờ kêu đại tử làm chuyện gì phi pháp, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ xúi đệ tử làm những chuyện gây quỷ hay xin tiền, cũng chưa bao giờ nhận ai một sen nào trên cái đỉnh núi 500 mẫu này, cũng chưa bao giờ nói những lời không có sự thật. Minh Dương tức là Minh Dương, không có thể nào là thiên tử giả hay là Minh Dương giả. Cái đó là ma quỷ thường nó đi ngược lại. Còn ngoài kia
chế độ cộng sản lập ra Long Hoa Mật Tạng và họ đã có những cái thế lực gần 20 năm nay khắp thế giới, và họ đã tạo ra mấy chục minh vương giả, trong đó có những con thú giả là minh vương, rồi ở là Cao Đức Toàn, rồi có Đào Minh Quân, rồi có Trần Quang Đại, Việt Nam có cả tỷ minh vương. Hồi xưa cha nói sẽ có rất là nhiều minh vương giả và rất là nhiều di lạc giả. Di lạc gì của họ đó, mặc quần cục, ông bụng phệ, thằng nào uống bia mà trời nóng mặc quần cục là di lạc à. Rồi cái nói Hồ Chí Minh là Phật, vậy mà cũng có đóng người theo, họ rất là đông. Họ đang chống lại với trời, đang nghịch thiên. Còn minh vương thiệt chẳng cần ai hết, cũng chẳng, tới ngày hôm nay cũng chưa bao giờ có một cái ban bệ làm IT hay là mạng hay là gì. Thiện bây giờ cũng đang để cái máy iPhone 13 quay, tự mình quay nè. Cho nên cái tiếng nói hay là cái gì hình ảnh có không có đúng cũng xin lỗi. Là tự vì minh vương thứ thiệt chỉ gieo duyên thiên nhiên và tự nhiên, chỉ gieo cái ý chứ không có cần hình ảnh hay là cần âm thanh tốt hay là làm phim gì cho giỏi. Còn ở ngoài kia hàng ngàn hàng vạn đệ tử họ Thiên, những đứa mà nó có tâm thiện và nó hiểu và nó cũng có cái sứ mệnh ở trong cái linh căn tiềm thức nó, thì nó làm những cái video hay hơn thì tự nó tạo công đức. Cũng giống như sư phụ chỉ là người dẫn cái hàng đệ tử họ Thiên và những nhân loại trên thế giới đi đường chánh đạo và đi giống như đi đi lượt vàng vậy đó. Còn đứa nào biết tạo công đức thì tìm được mỏ vàng, đứa nào lượt được cục vàng bự thì đứa có phước. Còn đứa nào mà chờ lâu quá mà là sàng hoài mà sàng không thấy vàng mà thấy toàn là đất với đá đó, rồi sanh ra nản, rồi bôi nhọ chửi lại Thiên Tâm hay là quay lưng lại á, thì hoàn toàn không có một chút công đức nào. Ở vào thời Thượng Quân Thánh Đức cách đây 3 ngày, trên dạy chỉ có người tốt mới tồn tại ở quả địa cầu này khi Đức Thầy xuất hiện, và chỉ có người thật sẽ tồn tại ở quả địa cầu này khi Đức Thầy xuất hiện, chỉ có người thiệt sẽ sống còn ở trên nước Việt Nam khi Minh Vương về dựng nước, chỉ có người tài sẽ được chưng dụng khi Minh Vương về lập quốc, chỉ có những người hiền, những người biết tu thật sự và những vị thầy lỗi lạc đang ẩn, những vị tu lỗi lạc đang ẩn sẽ xuất hiện, sẽ giúp phò tá Minh Vương dựng nước và giữ nước và làm cho nước Việt hùng cường giàu mạnh. Còn những người mà tâm yếu, tâm chập chờn mà mong cầu thì sẽ bị lội ra hết. Đó là lý do tại sao 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Đó là sàng lọc dữ dội lắm. Trong thời gian gần đây là thời phong thần, trong cõi vô hình thiên ma nó vô khẩu và nó vô gia đình mình, nó tìm đủ một cách để nó phá những ai mà có căn tu. Cho nên những hàng đệ tử họ Thiên mà tu mà không vững tâm cũng sẽ bị rớt đại lịch bịch á. Rồi cái căn bản nhất mà nếu mình nắm, giống như mình nắm cái phao, mình mặc áo life jacket vậy đó, áo nổi á, đó là cuốn kinh Thiên Tâm. Nếu mà chơi cuốn kinh Thiên Tâm thì lấy cuốn kinh của trong chùa Đại Thừa cũng được, nhưng mà trong đó vẫn là giống như kinh Thiên Tâm y đúc thôi, không có khác gì. Chỉ kinh Thiên Tâm nó màu nhiệm hơn là của cha mẹ chọn, có kinh Địa Mẫu để biết về Thượng Đế và có lại sám hối để xả nghiệp. Còn kinh Đại Thừa chỉ đọc thôi, cho nên đọc kinh Thiên Tâm một lần bằng đọc kinh của bên chùa 10 lần, 20 lần. Nó có quan trọng nhất, nhớ nghe, Đại Bi và Lăng Nghiêm. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca nói vào thời mạt Pháp, cái hàng đệ tử mà mặc áo vàng, cạo tóc không độ được người, chỉ có người mặc áo đời mà không thuộc về ngũ đại truyền thừa tôn giáo mới độ được đời, đó là đệ tử của ta. Đó là Phật Thích Ca nói về Minh Vương, nói về sư phụ. Và đồng thời Phật Thích Ca nói sao thời ở vào thời mạt Pháp, tất cả kinh điển của ta nó chỉ gom đầu cây kim thôi, mà già đồng một thời nó sẽ biến mất. Tức là bây giờ tất cả kinh điển nó vô cái con chip á, nhỏ xíu á, Tam Đại Tạng Kinh, và một lúc nó sẽ biến mất. Có thể là wifi hay chiến tranh nó biến mất thì không có, người ta không có xài bằng sách lật nữa. Thì bây giờ trong chùa mấy con thấy đâu có ai xài sách nữa đâu, máy đâu không à, mấy ông thầy cũng để máy thôi. Rồi
Và đầu Hòa Thích Ca cũng có nói Kinh Lăng Nghiêm sẽ biến mất ở cõi đời là vì các thầy không có đọc nữa. Đó là mong muốn, đó là ước nguyện, đó là mong cầu của Thiên Ma. Thiên Ma nó rất là ao ước Kinh Lăng Nghiêm không còn một người nào biết đọc. Thế nên những hàng đệ tử Hội Thiên lâu nay đọc Kinh Lăng Nghiêm rào rào, tự một đêm sáng thức dậy dục cuốn kinh qua một bên, dục hình tượng cha mẹ một bên, đó là bị ma tâm nó nhập. Thường ma quỷ nó lấy những cái hình Phật, nó trá hình, nhưng sau lưng nó là một cái mưu đồ rất là lớn. Nó có thể đi từ cái đường dây điện thoại này qua đường dây điện thoại kia để nó chuyển tâm cái người kia. Cho nên làm gì làm, hình tượng của Thượng Đế và Kinh Lăng Nghiêm với Đại Bi gán phải giữ. Còn người truyền tin này gọi là Messenger, Minh Dương này, mấy con có thương, không thương gì. Mấy con có nói sư phụ là than, sư phụ vẫn là vàng. Nói sư phụ là giả, sư phụ vẫn là thật. Nói kiểu nào đi nữa, sư phụ cũng vẫn về để lo cho 100 triệu dân. Đó là sứ mệnh, là có ngọc ấn, ấn chứng và kim bài của cha, và có Long Thần Hộ Pháp, có Thiên Long Bát Bộ, có tất cả hội đồng chư Phật và tất cả các vị tiên trưởng, Bồ Tát trưởng, Phật trưởng, gia hộ. Xuống trần thời nay có 3 người lỗi lạc, đó là Thiên Tử, Thái Tử, Thiên Hoàng, Thiên Tướng Kiệt là người đời gọi, nhưng mà tên trên trời cho hộ là Thiên Nhãn, là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong 12 người con của cha xuống trần mang xác phàm tên là Ngô Tuấn Kiệt, lãnh nhiệm vụ chính để lập đạo. Không ai có thể có khả năng lập đạo ở thế giới quả địa cầu này. Người nào không hiểu về tâm linh sẽ đột tử chết. Và người thứ hai đó là con của Long Dương Thủy Đế, đó là Quyền Châu Công Chúa đang nằm nhà. Rồi thêm một mụi mụi sư phụ, đó là con của Ngọc Thiên Đại Đế, là nhị trời xuống để mà song song cùng với Thiên Tử để mà cứu độ muôn trùng chúng sanh ở thời nay. Còn những gì tiên trưởng, những gì Bồ Tát đi song song xuống cũng rất là đông, hàng ngàn hàng vạn. Nhưng mà 3 người lớn nhất của 3 vị đế trời, thủy giới, thượng đế, cha là cao nhất, ta đấng tạo hóa. Nhị trời tức là ông trời đứng cai quản càn khôn, đứng hàng thứ nhì, đó là Ngọc Thiên Đại Đế, là cha ruột của Thượng Bình Công Chúa. Thì 3 người lỗi lạc đầu thai xuống thế gian mang sát phạm. Còn tất cả những gì tiên trưởng họ không có xưng ra, nhưng mà hôm nay thụ nói ra để cho nhân loại biết được thời phong thần là như thế nào. Rồi những chị 513 câu cuối sư phụ không bao giờ quên, là cách đây 10 mấy năm đã ra cái bài đó, những chuyện ly kỳ ai muốn nghe không, thì sẽ có tập 2 của những chuyện ly kỳ ai muốn nghe không. Còn cái lòng tin và cái trình độ mà để hiểu về á, những cõi trời, những cái cấp bậc và những gì công chúa thái tử con của những vị đó làm sao cấu tạo ra, còn hàng chúng sanh cả 100 vạn ức linh căn cấu tạo ra bằng cái gì, thạch hồn, mộc hồn, thú hồn, đủ nhân hồn. Nhưng những người công chúa và con của Thượng Đế cấu tạo bằng hóa sanh, đó là bằng tinh nhuệ, tinh tú, trí tuệ siêu quần của Thượng Đế và Phật Mẫu hóa thân ra sư phụ. Thì trong người sư phụ có đại bi, đại trí và đại dũng. Và đại cái cao nhất đó là lòng từ bi nó lớn cực kỳ, dầu cho ai có xâm phạm, ai có nói gì đi nữa, lòng vẫn sắc. Hôm nay sư phụ vẫn thương tất cả những đệ tử đã bị ma quỷ ám mà xúc phạm, sư phụ vẫn xóa tội. Còn chuyện các chư vị có xóa hay không thì mấy con phải tự đi xin. Còn riêng phần sư phụ xóa. Núi chúng ta hôm nay là cực kỳ không còn trượt nữa, một chút xíu cũng không còn. Gần đây về mặt hữu hình, Đảng Cộng sản đã gửi rất là đông người qua đây để ám sát sư phụ.
coi như mặt vô hình song song cùng một lúc, cùng một thời điểm, cùng một nơi, họ cũng tấn công hàng đệ tử, tấn công sư phụ, tấn công những người thân của sư phụ tới tấp để mà cho Minh Vương đừng có xuất hiện trên nước Việt, cho Phật Di Lặc số 1 tức là Đức Thầy đừng xuất hiện. Sư phụ là Phật Di Lặc số 2, sư phụ tự xưng là Di Lặc số 2 nghe em. Đức Thầy là Di Lặc số 1, các con phải nên nhớ trên cái bảng á, con để rõ đó. Ngài sẽ xuất hiện một thời gian rất là gần và sẽ làm cho thế giới rung động. Thì sẽ cái tiếng sấm nổ ở núi Cấm, đó là tiếng sấm thiên nhiên. Hồi bữa nằm núi Lở là hai tiếng sấm rồi, giờ chỉ còn một tiếng sấm nữa thì là ba, là đủ, là trong kinh sấm là nói chúng. Còn cái tiếng sấm mà sóng nó sẽ dậy lên ở Biển Đông để lật thuyền á, là cái tiếng sấm mà của Hòa Tiễn Đại Bác á, bom á, là cái tiếng sấm nó khác, nó đùng 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 đùng, nó chỉ chấn động ở một cái vùng đó thôi, chừng mấy cây số người ta nghe thôi. Còn tiếng sấm này là nó chấn động cả 36 tầng trời, rất là lớn, và nó động trong lòng người tới lưu truyền nghìn nghìn năm. Đó là hồi nãy cái bài thơ Đức Thầy tặng. Đạo Thiên Tâm ra đời từ năm 1979, để nhắc lại. Không phải Thiên Tứ Kiệt này tự nhiên biết. Thiên Tứ Kiệt này đeo dấu Thiên Tâm rất là lâu rồi. Trước khi mua cái núi này năm 2014 nữa. Và đạo này đã do cha Ấn Định Phật Di Lặc lập ra ở cõi trời Đâu Xuất Thiên tầng thứ tư. Ở trên tầng trời. Xuống thế gian đến năm 2017 ngày vía Phật Bà Quan Thế Âm. Cái năm đó là cái năm mình nói ngày Phật Bà, lễ Phật Bà vía Phật Bà Quan Thế Âm. Thì là lập đạo khoảng đó khoảng tháng 3 đó. Nhưng mà mỗi năm cái ngày vía nó khác nha. Nhưng mà cái ngày khai đạo là mình tiến trùng với cái ngày vía Quan Thế Âm. Tại lúc đó Phật Bà Quan Thế Âm cũng đứng ở đó. Khi đạo ra đời tới ngày hôm nay, Thiên Tứ Kiệt này có hàng mấy chục triệu đại tử cho thế giới âm thầm và ngoài mặt. Những đứa có bi chí dũng, có can đảm thì đeo dấu Thiên Tâm ngoài mặt ở bên nước Việt. Những đứa là âm thầm theo đạo Thiên Tâm từ trong lòng, vì sợ chính quyền, vì sợ bị này bị nọ, cũng rất là đông. Trong đó có những đảng viên cao cấp. Rồi ở Mỹ cũng lan tràn 5-7 nghìn người khắp tất cả các tiểu bang, 52 tiểu bang nước Mỹ. Rồi trên thế giới cũng có. Trên thế giới khắp cả các quốc gia lớn nhỏ cũng đều có. Là tại sao? Là tại vì Thiên Tứ Kiệt này chưa từng xin ai sen nào, chưa từng mời gọi ai vào đạo. Tất cả đều là thiên nhiên tự nhiên, cứ đi thì cứ đi, cứ đến thì cứ đến. Thiên đàng hữu lộ vô nhân dẫn, địa ngục vô môn hữu khách tạm. Bồ Tát và Phật chỉ đường thôi. Bồ Tát không có thể tự chuyển cái nghiệp của các chúng sanh được, chỉ đường đi là dữ lắm rồi, chịu cực chịu khổ để chỉ đường. Còn ma quỷ nó lôi nó kéo, cho nên cái sức nó mạnh hơn. Còn Bồ Tát chỉ nói bằng miệng thôi, không có lôi, không có kéo, và không có dùng âm binh để lôi, để kéo nữa. Cho nên Bồ Tát lúc nào cũng thua ma quỷ hết á. Còn có biết không? Lúc nào cũng thua hết á, không thể nào thắng nó đâu. Nhưng mà đường dài sẽ thắng. Là sao? Là vì lời thật thì mất lòng, thuốc đắng thì giả tật. Còn ma quỷ lúc nào á, nó cũng đổ một đống mật ong với kẹo với đường vô họng á, không khoái sao được. Rồi để trá hình là tu tập chai trường, trường chai vân vân. Rồi á, nó mặc cái áo rách te tư đi ngoài đường vậy. Áo đó cái công may nó còn khó hơn là mua miếng mà dễ dàng quấn nữa. Cái thằng cha thầy Minh Tuệ không có một chút hào quang nữa, là tà đó. Vậy mà cả nước cho là Phật. Nhưng mà những nhà chính trị cũng nên dùng cái hình ảnh đó để mà tương kế tụ kế. Họ biết chứ, họ đâu có hiểu về tâm linh. Phụ nói về chuyện tâm linh nha. Còn về cái hạnh đầu đà đó thì
thì thiếu cách gì hạnh đầu đà. Nếu mà hạnh đầu đà mà chịu chơi á, thì ngồi á, để cho mũi nó chích một đêm á, mấy lít máu đi, mà đừng có đập nó con nào cũng hạnh đầu đà đó. Nhưng mà căn bản có tu kiểu nào đi nữa cũng phải hiểu về kinh điển mới gọi là tu chút xíu. Đại bi và thập chú, ma quỷ nó sợ đại bi thập chú, và ma quỷ nó không có làm động lòng chúng sanh, động tâm chúng sanh là mình bị mất phước. Cũng giống như ai đó sắc cụp cụp đó là nãy giờ mất phước của bữa nay đó. Tức là mình cứ làm để cho hạ cái chuyện của mình cho xong á, mà không có để ý chuyện xung quanh á. Mấy con ngồi đây nghe tiếng sắc cụp cụp không, đúng không? Mấy con nghĩ ăn cái đó có ngon không? Cái gì nó cũng phải thiên nhiên tự nhiên, thù nói để cho sửa lỗi, đó là thuốc đắng đó con. Từ lúc rời khỏi cái ngai vị giàu có chủ hãng, rồi bỏ một cái mái ấm gia đình, ba đứa con còn nhỏ xíu thơ dại với một người vợ rất là đẹp để mà đi tu, một năm trời cái người cũ khóc lóc vô chùa, cứ nói ông đi tu ông bỏ tôi, ông đóng cửa chùa một năm trời như vậy. Sư phụ cũng vẫn ngồi thiền, vẫn đi tu. Lúc đó sư phụ nó cho bà hết tài sản đó, đó là người thứ nhất là cũ đó. Sau đó một thời gian tu cũng rất là lâu thì mình mới biết được cơ trời mình là thiên tử. Thì lúc đó Long Dương mới gửi công chúa đến. Lý do công chúa Huyền Châu xuất hiện ở thế gian lần này là vì nói lại dòng giống rồng tiên. Sư phụ là giống tiên, công chúa Huyền Châu là Bạch Long, là con của Long Dương, thì giống rồng. Thì sanh ra những đứa nhỏ sau này nó phi thường lỗi lạc để tiếp tục cha cứu độ chúng sanh, thì mấy vị nói là giống rồng tiên. Đó là lý do công chúa xuất hiện. Cho nên những người mà do trời Phật sai xuống thì đều là có lý do hết, chứ nó không phải là đột nhiên, đúng không? Ở trên coi chúng ta giống như là chúng ta nuôi cặp gà rồi lai giống, rồi sao lâu thì muốn có con gà tre mà lông mướt thì thả con gà tre lông mướt vô đạp trống rồi thanh ra, nó cứ thế vậy đó, rất là phù du và nhẹ nhàng. Còn chúng ta đầu thai 9 tháng 10 ngày chẳng biết gì hết, rồi quên hết. Nên người nào là cốt tiên thì nhớ mình là cốt tiên, mình phải hãnh diện mình là tiên, thì lúc đó mình mới đi đúng đường. Còn nếu mà mình là cốt tiên mà mình cứ nói ồ tôi không biết tôi là tiên, tôi nghe ông Kiện nói là tôi cốt tiên, rồi cái tôi cứ sao bị khổ hoài. Tiên lúc nào cũng khổ hết, ở trên trời mình đâu có khổ đâu. Còn quỷ lúc nào nó cũng sướng, nó cũng mập da phình thay, rồi tiền của giàu có, thì nó mới chấp, nó mới dính vô cái vật chất, dính vô cái xã hội, rồi nó lúc nào nó cũng có thằng chồng hay thằng bồ đẹp trai tướng đô rồi, thì đấy nó hạnh phúc hả hơi sát phàm sát người. Thế đó là cõi phàm, cõi thú, cõi có ma quỷ. Con có thấy thế giới này tại sao những cái người mà con thấy đó ở cạnh mình, không nói tên của quốc gia, ở cạnh biên giới Mỹ miền Nam á, mà tràn qua mỗi ngày mấy triệu người đó, tướng nào bự như con trâu, con thấy không, mạnh khỏe con thấy không, nhưng mà nó đâu có làm cái nghề gì mạch như kiểu sư phụ mà ngồi trong máy lạnh mà tính. Nó phải đi đồng, hoặc là nó phải vác thợ hồ, vác gạch, rồi trồng cây cho chúng ta, cắt cỏ cho chúng ta. Tướng nào nó mạnh như trâu vậy đó, là từ cõi gì lên này đó. Có ai chạy lẹ mạnh bằng thú không? Có trời xuống đứa nào cũng eo ọt bệnh hoạn. Đó là vì chúng ta phải xuống đây chịu khổ, phải xả nghiệp, thì lấy cái đó làm hãnh diện gì cốt tiên là như thế. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các con đều có thầy, có tổ, có đường đi sáng rực hai bên pha đèn pha để mà về trời, để biết được Thượng Đế là ai. Ở cái thế gian này á, ma quỷ nó muốn chiếm quả địa cầu chúng ta, cho nên nó làm cho tất cả nhân loại 8 tỷ người quên đi Thượng Đế.
Chỉ có vài người mang nhiệm vụ xuống nói lên lời thật việc thật. Ma quỷ ở ngoài kia nó hàng vạn hàng tỷ, thiên tử chỉ có 1/8 tỷ người, có nghĩ ai đông? Người tốt ra đường chỉ không tới 1, người xấu hết 10. Cho nên lúc nào cũng vậy, lúc nào người tốt, và lúc nào con của trời của Phật cũng bị thiệt thòi, cũng bị ăn hiếp. Còn ma quỷ nó đông thì một chút xíu làm rần lên vậy đó, rồi tự nó làm cho nó, cho nó là đúng. Mà cuối cùng rồi 10 sàn 7 sàn 3 còn lại có 1. Nhờ ngày xưa bỏ đi tu một thời gian 3 năm ăn chay trường, học theo Đại Thừa, rồi đi qua những nước như Ấn Độ này nọ, rồi giao du với những gì gọi là y chỉ sư Tây Tạng, thì mình mới hiểu được nhiều trên thế giới. Người mấy thầy Tây Tạng không ông nào ăn chay hết, đa số chỉ có ngài Đạt La Đạt Ma cũng vẫn là ăn mặn, chứ không có vô nhạo. Nhưng mà nó lúc bệnh á, mấy thầy lớn rồi mấy Yamaha lớn mới ăn chay để cho nó nhẹ nhàng. Chứ còn đa số mấy thầy nhỏ thì đi bệnh họ cũng vẫn ăn mặn hết. Nhưng mà họ điều lạ là hán không. Rồi qua Miến Điện cũng vậy, người ta đâu có chay chay thì cũng tam tịnh nhục. Thái Lan cũng vậy. Riêng Việt Nam, riêng tất cả trong cái thời này, Đức Thầy có dạy cách đây 3 năm, con á, khuyên người ta nên ăn chay trường. Là vì cái lý do thời nay tại sao chúng ta nên ăn chay trường, là vì mấy vị trên trời biết được á, cả cái ozone của mình nó cũng bị nhiễm độc, cả tất cả không khí chúng ta đều có độc. Huống hồ chi bây giờ con ở nước Việt Nam không có cái gì á, mà không có bỏ phân bón hết. Thì đó là lý do chính để chúng ta ăn, để mà không có bệnh tật. Chứ không có ai nói ăn chay mà thành Phật hết chứ. Nhưng song song á, ma quỷ á, nó phải ăn chay trước hơn hàng đệ tử Hội Thiên. Ở trong 12 giới Hội Thiên là có cái option, có cái quyền chọn lựa là tam tịnh nhục. Nhưng mà trong đó cha mẹ cứ kêu ăn chay mà. Nhưng mà cái ốp xanh đó là cho những đứa đi làm neo, hay những đứa đi làm cành chót xanh, hay những người như sư phụ đi giao du khắp tất cả những nhà chính trị gia lỗi lạc ở thế giới, thì cũng phải đi vô tiệc người ta chứ, bây giờ làm gì họ mời sao nói chuyện với người ta. Nhưng mà cái tâm của mình á, sư phụ ăn con nào con đó nó giảng sạch á. Sư phụ đã từng đọc 3 câu thần chú: Nam mô A Di Đà và Dạ Đa Tha và Đa Dạ Đa Tiệt Dạ Tha A Di Rì Đô Bà Tỳ A Di Tất Đam Bà Tỳ Di Ra Tỳ Cang Đế A Di Ra Ca Lan Đa Dạy Dạ Nà Chỉ Đa Ca Lợi Ta Bà. Cô đọc 3 lần như vậy, 500 con vịt nó chết trước mặt sư phụ. Đó là vào năm 2013-14 vậy đó. Rồi ra Phú Quốc, sư phụ ngồi ngay chỗ dinh cậu, cô đọc cũng y chang Nam mô A Di Đà Bà Dạ. Nguyên cái vùng biển đó, mấy con mà hải sâm nó chết queo hết, mấy con cá ngay vùng đó, nó nghe được, nó chết. Dân ở đó là hốt lên, báo đăng luôn. Nếu mà mấy con làm được như vậy, thì nên ăn mặn đi. Còn không làm được thì nên ăn chay. Sư Tổ. Bữa hổm, Sư Tổ tức là Hòa Thượng Tế Công nè. Bữa thù ở đây để lâu lâu thù để tiệc. Sư Tổ về để mà dạy sư phụ á, thỉnh an á, sư phụ có thể nói chuyện tất cả các chi vị đây hết, cũng giống như phụ nói chuyện với mấy đứa vậy đó. Thường thường á, đại tiệc sư Tổ nói con uống với ta, nhắc với ta chút cho ta vui. Cái sư phụ mới nói chuyện với sư Tổ á, trụ hàng đệ tử bữa hôm mấy con ngồi đầy sau lưng đúng không, ở đây có mấy đứa ngồi sau lưng bữa đó, cũng 5-7 đứa đúng không, nhớ không? Sư Tổ nói tụi có tụi nó đông quá rồi, nó thấy rồi, nó đồn ra kỳ rồi sao sư phụ. Cái nó tụi nó trước sau nó cũng đã chấp rồi, hơi đâu con lo. Sư Tổ còn nói vậy nữa. Thì thường thường á, mình đã tiệc mấy gì thì mình cũng nhấp một chút, thì mấy gì nói vậy đó, ồ nó đều chấp hết rồi, hơi đâu con lo nữa.
giữa trời Phật rất là từ bi, rất là mở rộng, không có như là chúng ta chút gì cũng chấp. Cái tiếng cụp cụp không phải thù chấp, thù muốn dạy để cho hiểu, và thù muốn phá cái ý tưởng mà hồi nãy ngồi thiền uổng 5 phút á, rất linh thiêng. Mấy vị nãy đứng đầy đây nè, nhưng mà trong cái a lại vô thức con sẽ nhớ tiếng cụp cụp nhiều hơn là đấy. Cho nên thù muốn phá cái chấp đó trong đầu các con thôi, thù mới nói lên, chứ không phải sư phụ execute cái người làm cụp cụp. Con có hiểu không? Bồ Tát làm những việc đều có lợi cho nhiều người, chứ không có là có lợi riêng sư phụ hay cái ngã của sư phụ, không hề có. Còn riêng một mình sư phụ mà ngồi thiền á, thù cho ông học chạy với xe tractor ầm ầm đó, sư phụ còn khoái nữa đó. Không tin nó hỏi ông đi, thù cũng dẫn vô định như thường à. Nhưng mà các con hàng thấp không có làm được vậy. Cái gì nói một lần để cho sau này nhớ. Rồi đến một ngày kia, 2014, sau khi đi tu đại thừa học dân du khắp mọi nơi, lấy lúc đó thụ có khoảng 15 cái đồng hồ Rolex, cái nào giá trị cũng nhiều tiền lắm còn biết mà, cho hết. Thì, lúc đó mấy thầy lớn mở buổi tiệc ăn cơm rồi ly auction đó, mỗi cái mấy ngày bán được 20, 30, 40. Thụ lúc đó có khoảng một chia tài sản ra còn khoảng 1,000+ cái ao vàng, mà bỏ trên chiếc xe OV chạy á, thì nó nhiều quá thì nó nguy hiểm, rồi tối mình ngủ có một mình chỗ này lang thang chỗ kia, không phải là sợ mất của, mà sư phụ cứ gặp ai cũng cho hết, người nghèo cũng cho, bạn đạo cũng cho, rồi thầy cũng cho trong vòng 2 năm trời sạch bách. Đó là thời đó, tức là mình tưởng cuộc đời xong rồi, sư bỏ trong băng đúng 1,000,000 với chiếc OV mà đang đậu dưới Thiên Long Thổ á. Rồi những đứa con sư bỏ trong cái wheel tụi nó tài sản là đầy đủ, sư phụ sống cuộc đời như thần tiên vậy đó. Nhưng ai đâu ngờ, thì trong năm 13 câu có kể, thì công chúa Quyền Châu xuất hiện. Thì lúc đó sư phụ bắt công chúa Quyền Châu phải thời, tôi thích đi tu, tôi thích làm chuyện giúp nhiều người, dù muốn lấy tôi á thì vô phải những cái điều kiện này. Thì nói anh muốn điều kiện gì? Thứ nhất, sau này vô không có vô biết tôi là người đi ra xã hội và ít có về nhà, không có được complain. Rồi thêm mấy điều kiện, rồi phải thương con của tôi, rồi vân vân. Rồi viết giấy xuống, rồi kéo đầu lên chỗ cha là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật Mẫu đốt rồi cái tờ giấy sớ bay về thiên đình. À, nằm trong cái tủ của cha đang ngồi chảnh. Thì hôm nay sư phụ mới ra ngồi nói chuyện con hàng tuần. Mã chỉ ở nhà thôi à, không có lên tiếng được. Thì có lời nguyện trước. Nhưng mà nghĩ trong trước đó, một người sư phụ một thanh niên trai tráng, nhưng mà làm gì làm, mình cũng phải có 2 bữa cơm căn bản nó mới đủ vitamin dinh dưỡng để mà nuôi sống cái thân phàm á. Không mà cái kiểu mà thanh niên con biết mà, tuy là sư phụ lúc đó ly dị nhưng mà cũng còn trẻ lắm, 30+ 40 gì đó, sức mạnh cũng dữ. Nghĩ mình nghĩ sức mạnh á, ăn cơm toàn là một cái nồi cơm sư phụ nấu khi nào mà nó sạch bách, ăn sạch bách thôi, có nghĩa là một nồi cơm sư phụ ăn 1 tuần làm sao ăn được 1 tuần. Nghĩa là mình ăn 1 chén 2 chén xong mình thấy tủ lạnh, cứ lấy ra cứ làm tới. Rồi đến nào nó khô thì thôi à, ăn không còn cái nào hết, tại em sợ tội á. Rồi cái để nước nóng ngâm vậy đó. Rồi mua cái cải bẹ trắng vậy đó. Cứ lột rồi bỏ microwave mềm mềm rồi nước trao ra. Cứ thế là liên tục vậy đó. Nó lẹ mà nó gọn nữa. Ăn chay nó khó hơn ăn mặn nó có McDonald's, nó có Taco Bell, nó có KFC, nó có đủ nhà hàng. Sau 5 giờ con nên nhớ nha. Mấy cái nhà hàng, mấy cái tiệm mà bán đồ chay Việt Nam, nhất là chùa bán đồ chay á, họ chỉ bán buổi trưa thôi à. Con muốn mua đồ chay không bao giờ có. Cho nên ăn chay buổi chiều là con đói. Nhưng mà phụ nữ thì biết làm nào ăn thì cũng sao, cỡ phụ đâu có biết làm đâu. Sống như vậy 3 năm
Cái đó không phải là hạnh đồ đà là cái gì? Giàu có tiền của mà cho nên cả đời vô hộ không bao giờ coi trọng cái miếng ăn. Bữa qua Houston lúc mà đói bụng cực kỳ luôn á, rồi đói đến nỗi mà không có sức để nói chuyện, mà người ta ngồi 300-400 người trước mà mình đi ăn á thì mất thời giờ phải không? Mà cổ thì nó hốc, tại bên đó 100 độ nó nóng, hơn đây nó đây còn có kali còn đỡ, bên kia nó nóng, cái loại nóng của nó khó chịu lắm. Thì chỉ có một cái mà dễ vô họng lẹ nhất mà có vitamin mà cho tỉnh lại liền á, là cơm nguội với nước lạnh thôi à. Cho nên hai chai nước lạnh chan với cơm nguội là sư phụ ăn đó à. Mà nó ngon lành hơn là nhà hàng 5 sao á. Chứ lúc đó còn đưa đồ ăn, đồ gì ngon cũng không bằng cơm nguội nước lạnh. Tại vì sao? Tại vì trong cái khẩu vị của sư phụ sống từ ở Mỹ, lúc mà qua Mỹ 14 tuổi á, nó đã như vậy rồi. Lúc nào cũng có sau lưng xe cũng có nồi cơm, rồi nước lạnh thì dễ rồi. Cứ thế mà ăn rồi ghiết cái thành ra là giống như món ăn thần tí ghiền. Cho nên cái cơ thể này á, là gọi là cơm nguội và nước lạnh. Chứ nó không có vật chất gì mà xa qua trong người này hết. Đó là thiệt á. Tới ngày hôm nay giàu có cũng vậy. Đi chơi với hàng đệ tử thì tụi nó biết mà. Mấy ông cứ kêu gì á, sư phụ ăn theo thôi. Còn mà không có ăn, cái gì sư phụ ăn cũng được, miễn no là được. Bồ Tát xuống trần không có chọn đồ ăn, cũng không thích chọn đồ ăn. Sư mẫu nhà vợ biết tánh sư phụ. Ở trên nhà mà dọn ra ba món là dẹp, sư phụ đứng gì không ăn. Tụi nó sợ lắm. Món một à. Ngộ lắm, không có nhu cầu ăn uống. Đó là về ăn uống. Về tiền bạc sư phụ cũng chả có ham thế gian. Sư phụ mà ham làm chủ mở ra chi nhánh, đi qua Houston mở cái mạch mà apply material á, nó đòi sư phụ ơi, bỏ sư phụ đâu mở. Mở cái là năm có mấy trăm triệu cũng không mở nữa. Đủ rồi, đủ quản lý một cái ở đây rồi. Hiện giờ cái này đang cũng hoạt động mạnh thì giao cho hai đứa con nó lo. Mỗi tháng nó thích cho nhiều, nó cho lương căn bản 250.000 năm. Bữa nào nó lời nhiều á, sư phụ xin cho ba xin năm nay chịu bỏ qua Thiên Long Sơn, Thiên Tâm non profit, là mình đang xài tiền Thiên Tâm non profit, thì nó cho, thì nó được trừ thế phần nữa, nhưng mà cũng là tiền thiệt đúng không? Thay vì tụi nó lấy tiền đi mua máy hay mua building hay mua nhà cho hãng KNT có quyền mua nhà, con biết không? Rồi xin cho Thiên Long Giang, sư phụ đang mua cái miếng đất bên Thiên Long Giang, sắp sửa qua bển, tuần sau là qua bển á, để mà coi cái nhà đó, để mà dọn tượng cha mẹ vô trong cái nhà đó cho có máy lạnh đồ á, tại vì mùa đông mùa gì á mình cũng đọc kinh ở Thiên Long Giang trong máy lạnh, chứ mấy hàng đệ tử bển á nó tu rất là giỏi, mà nó ở ngoài đó nóng tội nghiệp, đứa nào nó đen á, như sư phụ rất là theo dõi nhưng mà không có nói tiếng nào hết, nhìn tụi nó rất là đau lòng, đứa nào chịu tu sư phụ rất là thương. Thì Thiên Long Giang, Thiên Long Sơn, sau này sư phụ đi để lại hai nơi, nơi đây 500 mẫu, nơi đó 100-something mẫu, trong tương lai nó bán gần sư phụ sẽ mua tiếp. Thì để lại hai mảnh đất, một cái ở miền Tây nước Mỹ là California gần San Francisco, một cái ngay giữa thành phố Houston đông đúc người Việt. Từ cái chỗ Thiên Long Giang vô chỗ mà Houston Bel Air chỗ người Việt, mấy con chạy xe đi, rất là lẹ, hình như 30 phút, 30 phút là tới. Sau khi mua cái dãy đất này năm 2014, nó hoang vu lắm, nó chả có cái cây, cũng chẳng có tượng nào. Con coi lại như hình ảnh cũ thì nó cũng như những cái núi chọc lóc mà kia vậy đó, không có cái gì hết, nhìn cái là quái luôn. Chỗ này là bụi không à, lên cái là cái mặt ha, quẹt một cái lòng đống đất vậy đó. Cái áo về mà đập phịch phịch đó là ra bụi á. Rồi cầu thang lên điện mẫu cũng chẳng có nữa. Mỗi lần sư phụ mà leo lên trên đó đó, phải leo giống như là cái gì ta, giống như là khỉ leo vậy á, bò lên, chứ nó không được cầu thang. Rồi từ đó sư phụ mới ngồi để nhận điển của mấy vị chỉ cách để mà mình làm thế nào trước.
thì mấy vị lúc đó cái đường mà mình chạy lên á nó rất là cũ, mà không có cái gì cản hai bên hết, mà đêm nào sư phụ cũng ham cái núi này để ngồi để mà nghiên cứu để xây dựng đó, mà nhiều lúc nó đói nó mệt mà lạc tay lái cái là lọt xuống luôn á. Cái thằng đệ tử mà làm phụ sư phụ nó lọt hai lần mà không chết á. Mà lúc thời là những năm đó mấy vị kêu á, con mỗi ngày đi làm 3:30 ra phải tới đây mang đôi giày trắng, mặc quần trắng, áo trắng, ngay cái nguyệt của núi á, là trên này nè, sư phụ còn để cục đá kỷ niệm á. Ngồi đúng 49 ngày, sư phụ ngồi ngay cục đá đó, nhận đó là 49 ngày, đó là thời đó đó, đó. Cái đó là cái dấu chân á của ngài Xích Cước Đại Tiên dậm xuống lũng cái lỗ này nè, cái khuỉnh núi này là dấu chân á, dấu bàn chân á, chứ không phải là nước chảy mà nó mòn vậy đâu. Thì sau đó có những cái con đường, con thấy những cái năm sư phụ xây đó 2016 đúng không, thì dài tới con đường đó 700-800 nghìn, cái con driveway chạy từ cổng Thiên Sơn lên, rồi cái quan trọng nhất là cái cầu thang gần 500 nấc thang á. Thấy cầu thang đó khoảng gần nửa năm cả năm á, ngã xây khúc khúc nó có 2-3 mởi á, mà trời nắng mùa hè nó đứng đó, sắp ngã xuống. Cái ông Sơn Hà không đỡ gì không à. Rồi nhiều chuyện tai nạn đó xém xảy ra nhưng mà mấy gì đỡ lại hết. Cho nên những công trình xây đây rất là khó. Tại núi đó không phải đất thẳng mà cũng muốn xây làm sao còn xây. Thì cũng đều thuận lợi bình an hết. Là do các núi linh thiêng các chi vị đều đứng để gia hộ. Mà thời đó đâu có ai bao giờ ngờ đứng nhìn cái là dám ra cái ý tưởng, mình có ý tưởng nó mới ra cái hiện hữu phải không, là làm cái cầu thang từ chỗ điện Phật mà đi xuống tới chiếc tàu đậu trước cổng á, không ai bây giờ nghĩ ra chứ. Tại nhìn cái nó vực thẳm gì nè, bây giờ cầu thang con còn nhìn thấy gần giống vực thẳm rồi đó. Mà thời xưa nó còn ghê gớm nữa, để mà sư phụ dám nghĩ ra cái đó và thực hành được, nó không phải một người phàm không thể nào làm nổi. Sư phụ chấp luôn á, kêu Phạm Nhật Diện mày có nhiêu nói tiền tỷ qua đây, không biết mấy miếng gạch này 50 hao miếng, bưng đi bưng cho gãy lưng á, sư phụ bị cụp lưng sân sống quả gì, cụp mỗi lần nằm 2-3 ngày á, phải bưng từ cục mãi sắp cho đúng cái hàng đúng giờ chứ mình không hồng xong làm. Những cái thời gian xây dựng núi Thiên Long Sơn rất là cực khổ, rồi cuối đó tà nó chấn ém để cho mình không có phát triển cái núi. Chứ nếu mà từ thời đó tới thời nay mà phát triển cái núi là thôi, cái trước tiên á là sư phụ định xây cái điện mẹ dựa vào cái thường núi này nè, nó cũng giống như bên Tây Tạng vậy, xây theo cái kiểu nhà lầu gì đó rất là đẹp, nó sẽ kỳ quan. Còn cái điện cha là xây lớn cỡ khoảng 30.000 square feet, xe đậu, xe sẽ chạy bọc lên đó đậu luôn á, chứ không phải điện cha giờ mình phải đi bộ lên phải không, giờ mình đi chiếc xe núi thì cũng được á. Đó là những cái ý tưởng để cho cái núi này nó có một cái gì đồ sộ thì mới gọi là núi linh thiêng, con hiểu không? Còn bây giờ cái núi linh thiêng điện mẫu như vậy, nhỏ xíu như vậy, mấy gì không có chấp lớn nhỏ, nhưng mà con cứ nhìn thấy ba chúc ba vàng hay là những cái chùa lớn khổng lồ trên thế giới, như ở Cali có rất là chùa bự, con vô đó còn được cái gì, chỉ nhìn thôi. Chúng ma chúng quỷ những cái chùa đâu có nước uống trên bàn Phật đó, đâu có linh nghiệm bằng nước này. Giờ con bị bùa bị ngãi bị trượt kiểu nào con lên đây con uống nước đi là hết liền, con ói ra liền á. 1.000 người rồi chứ không phải một người, mà ở đây nhiều người làm chứng á, lúc nào các chi vị cũng đứng đầy ở trong đó. Điện mẫu, điện Phật và trong hội trường rất là màu nhiệm, rất là linh thiêng đó. Cho nên sư phụ nói mình ngày nào mấy con chỉ cần lên núi thôi là cũng không có bị trượt, cũng tâm hồn cũng an lạc và cũng phấn chấn nữa. Còn những đứa mà nó trượt á, nó sợ núi lắm. Tại lên núi giống như là nó ngược lại, nó nghe cái âm thanh của sư phụ thôi là nó giống như là nghe tiếng sư tử rống vậy, nó không có chịu nổi. Còn nó thấy mặt sư phụ á là nó sợ chết luôn á, cũng giống như là dân ăn cướp ăn trộm mà sợ cảnh sát vậy đó. Trên mạng á thấy hình sư phụ mà hiện lên trên mạng nó sợ vậy đó.
giữa chánh và tà phân biệt rất là rõ ràng, hai bên lưỡng cực trắng và đen. Đứa nào uống nước trên đó, mỗi ngày uống chai nào thì đem lên cúng chai đó, tùy cái nước á, nó sẽ hóa thành nước cam lồ. Khi mà có một người thành tâm đốt nhang và mấy chư vị sẽ hóa tất cả nước ở trên bàn Phật nha, còn nước ở dưới để sẵn á, mà là chưa. Còn người nào mà muốn tạo công đức á, thì cứ tới núi. Sư phụ chưa sinh ai một sen nào từ mười mấy năm nay trong lúc mà làm đạo để mà cứu độ chúng sanh. Trả in kinh cũng vậy. Sư phụ chỉ nhận muỗng nĩa mười gói, nhưng mà cần nhất vẫn là nước lạnh. Luôn luôn chúng ta cũng cần nước lạnh. Bữa nay trời đó nóng, sư phụ đề nghị mỗi đứa uống ba chai nước. Mà muốn uống nước mà cho vui vẻ, lấy đứa nào xiên lên trên điện mẹ gom hết nước đem xuống đây mời. Rồi đứa nào xiên nữa đi hai đứa, một đứa thì chân lên đầy nước mới, rồi đem nước đó xuống đây mời mọi người, thì là đứa đó có đại công đức chỗ cưỡng làm lẹ. Cái này trời nóng với bụi thì hơi bị xỉn lắm. Ở trên trời sư phụ là thiên tử, trong thiên đình á không có, coi như là thế gian này không có tòa Bạch Ốc hay là tòa Thánh với Tây Căng hay những cái nơi sang trọng nhất thế giới, hay là hoàng cung của Ả Rập Saudi vậy, cũng không bằng cái chuồng gà của thiên đình nữa. Cho nên trên đó sư phụ không có bệnh gì hết. Sư phụ là một thái tử tính tú khôi ngô, có đầy đủ bi trí dũng. Mà cái cấu chất trong cơ thể của sư phụ là do cha cho mẹ để mà dùng thần thông á, để mà hóa thành. Cho nên nó không có bị xỉn. Còn xuống trần á, con thấy chúng sanh á lặn hụp trong cõi ta bà, đi trên một chiếc thuyền á sắp bị lũng. Chiếc thuyền thế giới là chiếc thuyền bự Titanic. Rồi chiếc thuyền nhỏ đó là của nước Việt Nam cũng sắp bị lũng. Thì sư phụ từ bi mới khóc xin cha. Trong kinh của Đức Thầy có nói về sư phụ Minh Dương khóc đứng không nguôi đó, xin cho trần thế cầu xin Phật cứu hoài chúng sanh đó. Thì đó là sư phụ đó 100%. Rồi Đức Thầy cũng nói là chờ phải đợi thời vua Kiệt hồi quý, thì bao nhiêu chuyện sư phụ làm từ ở trên thiên đình cho xuống thế gian này, điều là cho nhân loại, điều cho chúng sanh, chưa có gì cho riêng cá nhân sát phàm Ngô Tuấn Kiệt hết. Cho nên ai mà mạo phạm một người làm việc thiện, ai mạo phạm một Phật sống, một Bồ Tát sống, một Minh Dương tương lai của nước Việt, tội gấp ngàn ngàn nghìn trùng. Sư phụ biết thì phụ sinh, còn không biết thì không có sinh được. Mà sinh cũng sinh được có 3 lần thôi á. Sư phụ đi đâu cũng có ít nhất 4 ông rồng hộ thể. Trong cõi vô vi mỗi tối sát phàm nằm xuống thì hai chân của sư phụ đứng trên hai ông rồng để mà đi trừ ta, trừ ma, diệt tà ở vòng vòng trên nước Việt ở núi Cấm. Bên cõi kia sư phụ rất là phai oai phong lẫm liệt. Ở cõi thế gian này sư phụ cũng là người bình thường, nhưng mà hàng đệ tử thì chấp tướng. Những người thường không có hiểu chuyện, trình độ rất là thấp thì bị chấp tướng. Thời nay Phật đã nói trước, Bồ Tát hạ phàm không có nằm trong ngũ đại truyền thừa, cũng không phải là thầy tu ở trong tu viện nha, cũng không phải là những người ở trong được huấn luyện ở bên nhà thờ Công giáo, cũng không có phải sanh qua trong nhà Dương giả hay là hoàng cung làm thái tử, cũng không có sanh theo dòng đạo quán là những cái đạo như đạo Hồi, đạo Lão, đạo Tử gì đó, không có. Thái tử sinh ra ở vùng quê miền Tây, có những cái sông ngòi Bảo Giang mà thiên tử mới xuất, chứ đâu phải là nói là hoàng cung thiên tử xuất đâu. Có ai nói câu hoàng cung nguyên thiên tử xuất thì Bảo Giang, thì vô sanh ra những vùng quê có bom đạn thời đó, năm 1965. Ở ngoài Bắc B-52 Mỹ nó bỏ, tất cả dân miền Bắc ngày nào ngày đêm phải trốn ở dưới gầm, dưới hố. Ở miền Trung thì có đại lộ Kinh Hoàng,
chiến tranh triền miên, những trận Khe Sanh hay là cổ thành Quảng Trị hay là Thừa Thiên Huế. Ở miền Nam thì có Đầm Già Cán Gáo, lúc nào cũng càn quét những cái vùng U Minh Thượng, vùng Sổ Rô, vùng Cà Mau, vùng Đồng Tháp. Sư phụ sanh ra những cái vùng đó, ban đêm thì xài tiền của Bác Hồ, ban ngày thì xài tiền quốc gia, là ngay kinh làng thứ bảy là sư phụ sanh ở đó, quê ở đó. Lúc đó Mỹ nó bỏ bom, gia đình ba ông thợ mộc á là có hai cái nhà lá bị cháy, thì lúc đó phải mang cái bụng bầu 9 tháng phải nơi nè đi ra chợ gạch sỏi rồi mới quay vô trường học, thì sanh Thiên Tử ra đời ở mái hiên trường. Thì lúc đó có một cái ông, không phải là thầy, nghe má kể nghe mặc đồ đen mà không phải là thầy tăng, thì đến nói bà sanh ra một quý tử, gia đình sẽ giàu có. Mà trong khi á, là chạy giặt mà bán từ cọng rau từng để mà để nuôi mấy đứa nhỏ, lúc đó ba bốn đứa anh em nhí nữa làm sao giàu. Nhưng mà cuối cùng ông đó ông nói trúng, ông đi chút xíu à là ông biến mất. Cái bà má của sắc phàm sư phụ chưa kịp hỏi mấy câu nữa thì ông đã biến rồi. Thì thời đó đến khi mà vài tháng sau, tự nhiên Mỹ á, nó ra cái diện gọi là gì, chiêu hồi á, rồi đồng thời nó thường những cái nhà dân mà gọi là bị bỏ bom không trúng, tại nó bỏ bom vùng đó cộng sản nhiều lắm, thì nó thường hai cái nhà lá thành hai cái nhà tường, phải không? Thì lúc đó ba cái sắc phàm là ông thợ mộc á mới có tiền, mới đi mua chiếc xe lam, thì bắt đầu từ đó có chiếc xe lam chạy đưa khách nữa là có tiền nuôi sư phụ. Cho nên ngày sư phụ sanh ra là như vậy. Cho đến già, cho đến năm 1975 chứng kiến nước Việt Nam thay đổi, rồi sư phụ đi vô dùng ruộng, là giống như nó giống như kinh tế mới vậy đó, mà không phải kinh tế mới, dùng đất đó nó mới khai hoang. Ở ngoài đất đó nó còn chàm lắm, cây nó còn rễ, mà ở ngoài đó là đi chân không không mà, ở nhà thì không có con trai, thì đi trồng lúa, trồng ruộng, rồi đi cấy ở ngoài đó. Sư phụ biết cấy hay lắm á, cầm cái mạ nè xé một cái đâm cái lỗ xuống, rồi cái lấy ngón tay cái nè nhét xuống, phải không? Thì sư hiện bây giờ phụ Việt Nam sư cấy được á, cái là nguyên cái bó mài đó xé một cái, rồi cái nó có cái cây khoảng vừa lớn này nhọn nhọn, rồi cầm như này ấn mạnh xuống rồi nhét xuống, rồi cái đất lại cứ đi theo hàng vậy đó. Thì tối ngày ở ngoài cái lúa, rồi bên hai cái bờ đê á, thì trồng mía, trồng khoai mì, thì tối ngày cứ lăn lộn ở ngoài đồng ở trần vậy đó, mà quần cục đen thui à. Rồi tối ngủ một mình ở trong cái chòi nhỏ xíu, gió khủng khiếp, bữa nào gió mà mạnh á là có thể là mình nhìn thấy sấm sét ở ngoài sân á, mà không có biết sợ gì hết. Cho tới khi năm 1779 thì lúc đó Việt Nam đánh Miên á, thì lúc đó sư phụ thời đó là 14 tuổi á, là người ta đã bắt đi học sơ sơ rồi để mà chuẩn bị mà đi lính á, tại 16 tuổi là đi lính á, đi qua đánh Miên làm bia cho mấy thằng Miên nó bắn vậy á, một viên đạn là mỗi thằng Việt Nam mình á. Cái ba má của sắc phàm thấy có thằng con trai duy nhất mà bị bắt đi lính thì tội nghiệp, tại vì 10 người mà mấy cái người lớn tuổi 16 tới 18 là hỏi buổi sáng chở một đoàn xe mấy chục chiếc đi qua bên Miên, từ Hà Tiên á đi qua bên biên giới Miên á, thì buổi chiều có một đoàn xe chở xác về Bôn Xô đầy nhóc, cứ là chở lên chở về mà ngày đêm mà chạy cũng giống như đi giao shipper giao hàng vậy đó. Thì con nghĩ như sao, chết khủng khiếp luôn á, người chết giống như là đồ chơi vậy đó. Cộng sản nó cho dân như là giống như đồ chơi, mày cứ ai đi rồi nó bắn thử đạn. Thì một xe mà thua ở ngay cái đường đó, thua biết sáng một đoàn xe chở toàn là lính đi không, ngồi mang cầm súng rồi ngồi trên xe ngó. Rồi buổi chiều cũng có một đoàn xe chạy về mấy chục chiếc mà phủ kín mít hết xác người không, thì cứ đi lên đi xuống shipper mà in and out up and down vậy đó, lên xuống. Thì ông bà già thấy có một thằng con trai mà thông minh lanh lẹ mà để đi lính gì thế nào vợ cũng mất giống hay gì quá không, bắt đầu mới tìm cách cho phụ đi vượt biên.
Thì nhờ như vậy thì mới qua được chạy tị nạn Sông La Thái Lan năm 1979. Cái ngày birthday của sư phụ đâu có biết ngày birthday, sanh ra năm nào cũng chả biết, huống chi ngày và tháng càng không biết. Tại mấy bà nhà quê má sư phụ là mù chữ, không biết một chữ. Cho nên cái ngày sinh hoàn toàn không ai biết ngày sinh của thiên tử là ngày nào luôn, cả sư phụ cũng không biết. Cho nên hôm nay trên cái ID á, mà sanh mà năm 1967 rồi khoảng tháng 10 mà mấy con hay làm birthday là chỉ cho vui thôi, không có thiệt luôn á. Giờ còn không có nữa. Thì cái ngày đó là ngày nhập trại đó. Tại vì khi vô nhập trại cái cao ủy Liên Hợp Quốc mới phỏng vấn, hỏi mà ngày sanh có ngày nào, ngày nào. Cái thì nhớ bữa nay ngày nào thì mình ghi ngày đó. Thì mình nhớ cái ngày nhập trại là ngày tháng đó, là mùa thu. Chỉ vậy thôi. Thì là birthday của thiên tử là ngày nhập trại tị nạn ở Sông La Thái Lan năm 1979. Rồi ở bên đó sư phụ ở một năm mấy, tại vì không có thân nhân bảo lãnh. Lúc đó đi Úc nó cũng không nhận nữa, chỗ nào có thân nhân thì nó mới lãnh, chỗ nào không thân nhân nó cho về, nó kêu mày chờ đi rồi mới tao kêu mày lên phỏng vấn. Rồi những cái người giống như đi Pháp, đi Na Uy, đi Anh hay đi Đan Mạch thì đều có gọi là bông sơ chùa đó, có nghĩa là nó có nhiều phái đoàn lắm, nước Mỹ, nước Canada, nước Úc, nước Pháp. Cứ một hai tuần nó có một phái đoàn của nước này nước kia vô để phỏng vấn từng người hỏi mày muốn đi nước nào thì nước nào cũng được. Ở bên trại tị nạn mình làm gì biết nước Mỹ là thiên đàng, bây giờ mình mới biết đúng không. Ở bển chỉ mong ra khỏi đó để kiếm một cục kẹo để ngậm thôi. Trời ơi, mình nó đói đến nỗi mà sư phụ phải vượt ngang cái hầm cầu tiêu mà đi mua rượu cho mấy người mà có thân nhân gửi tiền á, rồi nó cho tiền lẻ mình á. Rồi sáng là phải nuôi thằng em 8 tuổi để mà cho nó có cái bánh tiêu nó ăn, cái bánh bò nó ăn thôi, chứ làm gì có tiền để sống, mong nó quá trời khổ. Rồi có một cái quần cục tắm thì phải chờ nắng, phải nằm cho cái quần nó khô nữa, mà quần vải kaki nó lâu khô lắm. Bữa nào trời ui là tối ngủ là quần ẩm ướt. Sống vậy chỉ mong qua khỏi trại. Nhưng mà cuối cùng nó lúc đó đi nhờ qua một người không phải là người trong gia đình thôi, nhưng mà cũng như bên vợ của ông anh vậy đó, cứ nhận là người thân vậy đó. Thì qua tới Mỹ, trước khi qua Mỹ cái nó gửi mình đi học tiếng Mỹ, nó gửi qua Indonesia học 3 tháng học tiếng Mỹ, học cách sống ở Mỹ á. Ở bên đó 3 tháng thì tối ngày trong rừng không à, thì trong 513 câu á có mấy cái mà nghe khỉ nó kêu rồi á. Thì những cái đó là kể thời gian ở bên Nam Dương đó. Qua Nam Dương ở 3 tháng rồi xong cái đi, nó đâu có máy bay đâu, nó đi qua Singapore ở 2 tuần. Thì đó mới thấy là Singapore mới là thiên đàng đó. Trời ơi, lần đầu tiên thấy xe bus đúng không, thấy xe địa, xe hơi, rồi thấy sân đá banh đồ mê lắm. Tại vì bữa giờ là ở toàn là rừng dưới rú không à, trong trại tị nạn mà. Rồi sau đó là nó dồn một đống người lên, khoảng 7 chiếc Boeing 747 thời đó, mà toàn là người tị nạn không. Nhìn là thấy thê thảm, người nào mà mặc được cái quần jean mà đôi giày là cũng là giày mới toan không à. Tại vì mua để đi Mỹ mà, thì nhìn cái đôi giày bata mới toan là biết người đó là giàu. Còn đa số là mang dép và xách cái bịch với nồi với chảo lỗng cổng lên máy bay. Thì trên cái cabin của máy bay để toàn là nồi với chảo không à. Thời nay con thấy có ai đi máy bay mà đem nồi với chảo với chén thấy không? Nhưng mà tài sản đó là tài sản duy nhất của người ta. Còn riêng sư phụ chả có tài sản gì trên hai tay không. Chỉ có được cái quần jean lúc đó và chị dâu có mua với đôi dép với cái áo cũ thôi là xong. Đi lên tàn tàn vậy đó, xỏ tay vậy nè. Chứ đôi giày cũng không có nghe. Đôi giày phải tốn tiền mua đôi vớ. Thì lúc đó máy bay nó đáp xuống phi trường Auckland. Người ta đáp xuống phi trường á thì người ta đậu vô có cái cầu đó cho mình đi không. Nó chơi đậu giữa ngoài sân vậy đó. Rồi nó bắt mình đi bộ vô. Tại cái dạng này giống như dạng hôi thối gì á. Rồi nó cầm cái máy mà giống như nó xịt mà thơ mai gì đó, chỗ nó xịt từng người. Thấy kỳ thị không?
thay vì nó qua xăng thăng phải không, rồi con vô cầu con ra không đi đó, rồi cái mấy thằng hai bên nó xịt ra mình không biết các người mình bị hôi hay gì hết, sát trùng á. Nó đem một mớ virus nó đem virus vô Mỹ hay gì đó. Nhưng mà không ngờ có một con virus. Từ lúc qua Mỹ á, qua đây thu học bắt đầu lại lớp 8, lớp 7 chứ. Lớp 7 rồi xong mới lên lớp 8, học ESL, học tiếng Mỹ, rồi lên lớp 9. Thì lớp 9 thì Hùa bắt đầu làm part time, lúc đó là trên giấy tờ nó khai sụp lại 2 tuổi á. Để làm cây xăng thì Hùa có kể là làm 4 năm cây xăng. Mà tính lời ăn qua phe đó, 1 tháng 200 mấy. Mà ăn mấy năm chưa tính là hai mấy ba chục nghìn nữa, là 18 tuổi là nó cúp đúng không, qua lớp 12 là nó cúp. Mà tới ngày hôm nay sư phụ sống ở Mỹ 40 mấy năm, mỗi một năm cái hãng sư phụ nó đóng thuế là gần 10 mấy 20 triệu, rồi nó vô khê của anh cá nhân sư phụ đóng thuế một năm mấy 4 năm 3 4 triệu nữa. Thì con nghĩ nó chỉ nuôi một con virus như sư phụ ở nước Mỹ nó lời khủng khiếp không. Chứ bây giờ nó mở cửa biên giới mấy chục triệu thằng qua, thằng nào thằng nấy nó qua nó đẻ một đống. Toàn là làm gì con biết rồi đó. Hôm qua tôi vừa có ngồi tâm sự với ông Trọt Washington. Cái này sư phụ không có bạn làm ăn nhiều tại hữu bớt vô hãng rồi phải không, lâu lâu rồi vô cho có mặt để cho mấy nhân viên cũ nó vui thôi, mặt tròn ốm thì thôi. Cái nhớ gì nào thì mình thỉnh gì đó. Cái ngày hôm qua cái nhớ ông Trọt Washington, tại mấy ông gà thấy ông Trump kể người trắng vô tòa nhà Bạch Ốc hiên ngang của mình cũng mừng cho ổng. Cái mình nói chuyện với ngài, nói hồi xưa 4 năm trước tôi lúc mà ông Trump bị ăn cắp lá phiếu, ngài nói là tam quyền phân lập do ngài đặt ra nhưng mà tụi nó không có làm theo. Mà hôm nay thì cái thế cờ, những gì ngài nói ngày xưa đều hôm nay đều trúng hết. Tôi lên mạng tôi nói với mọi người trúng hết, ông Trump quay lại vậy. Vân vân và vân vân, kể lễ với ổng vậy đó. Như bạn của sư phụ vậy đó. Ổng là vua nước Việt á, vua nước Mỹ á. Ngài Trần Đạo là vua nước Mút Việt phải không? Ông Quang Công là vua nước Tàu. Sư phụ hay nói chuyện ba ông lắm. Tại ông Quang Công cũng đang đập đầu tập chống bình. Cái ngài mới dạy mọi người á, dạy sư phụ cùng với hà đệ tử Hội Thiên thương ông Trâm để mà tiêu diệt. Mấy ngài không có gọi là cộng sản quốc gia nha, mấy ngài gọi là tà không à. Tại mấy nước cộng sản á, mấy vị kêu là tà không à. Chứ không mấy vị là không có nói là nước nào hết. Tại vì cái thằng chùm khăn, thằng độc tài như Putin á, nó là nước tự do mà, nó bầu cử không, nó đâu phải là cộng sản. Nhưng mà mấy vị cũng kêu nó là tà đó. Thì muốn cho tà không có cai quản qua địa cầu này, qua địa cầu của chúng ta đó, tà nó muốn á. Thì chúng ta lập cái bàn khấn xin cho ông Trump quay lại. Tại chỉ có ông bà nẫu là mới diệt được cái bọn tà. Tại ông là thiên tướng mà. Thì sư phụ hứa với ông, được, tôi sẽ mấy đệ tử bữa nào sẽ khao đãi mấy vị và sẽ xin cho xin cha phải không. Tại mấy vị biết sư phụ có cái quy lực, mà sư phụ ít dùng cái quy lực của sư phụ lắm. Cái quy lực sư phụ là rất là khủng khiếp, mà mình không có dám tự xưng tự nói. Cái chân của sư phụ nè, đập ba số, kêu tên người nào người đó lật ngang liền á. Cái tay cũng vậy á, mà ít bây giờ mình làm á. Thì cái quy lực sư phụ có, để xuống trần cha cho sư phụ cái ngọc ấn mà, kim bài mà. Thì cho nên ở ngoài kia ai nghe được cái này á, khấn cho ông Trâm quay lại. Tại vì trong cõi vô hình mấy gì là điều khiển chúng ta nha. Giờ con nghĩ cái máy robot, con nghĩ cái chiếc xe Tesla nó đẹp sang trọng đi. Vì cái gì control chiếc xe? Computer đúng không? Thì con nghĩ cái máy điện toán, cái máy laptop, con nghĩ
cái máy hiệu IBM hay là cái máy Dell, hiệu Dell vậy cái software cái nào quan trọng? Cái software mà điều hành cái máy quan trọng. Thì cõi chúng ta cũng vậy. Mấy vị vô hình đó là điều hành chúng ta. Bây giờ cái người đánh cờ với cái người với con cờ cái nào quan trọng? Thế mấy vị là người là đánh cờ. Còn mấy cái con cờ là con cờ, chúng ta là con cờ, nên nhớ lúc nào cũng vậy. Chúng ta không thể nào mà đi nghịch thiên, không thể nào chống trời được. Chỉ có những người vô thần á, coi trời Phật không ra gì, rồi lập ra một đống thiên tử giả. Sẽ xin cho xin cha phải không? Tại mấy vị biết sư phụ có cái quy lực, mà sư phụ ít dùng cái quy lực của sư phụ lắm. Cái quy lực sư phụ là rất là khủng khiếp, mà mình không có dám tự xưng tự nói. Cái chân của sư phụ nè đập ba xuống, kêu tên người nào người đó lật ngang liền á. Cái tay cũng vậy á, mà ít bao giờ mình làm đó. Thì cái quy lực sư phụ có, thì xuống trần cha cho sư phụ cái ngọc ấn mà kim bài mà. Thì cho nên ở ngoài kia ai nghe được cái này á, cắn cho 100 quay lại. Tại vì trong cõi vô hình mấy gì là điều khiển chúng ta nha. Giờ con nghĩ cái máy robot, con nghĩ cái chiếc xe Tesla nó đẹp sang trọng đi. Vậy cái gì control chiếc xe? Computer đúng không? Thì con nghĩ cái máy điện toán, cái máy laptop, con nghĩ cái máy hiệu IBM hay là cái máy Dell, hiệu Dell vì cái software cái nào quan trọng? Cái software mà điều hành cái máy quan trọng. Thì cõi chúng ta cũng vậy. Mấy vị vô hình á là điều hành chúng ta. Bây giờ cái người đánh cờ với cái người với con cờ cái nào quan trọng? Thế mấy vị là người là đánh cờ. Còn mấy cái con cờ là con cờ, chúng ta là con cờ, nên nhớ lúc nào cũng vậy. Chúng ta không thể nào mà đi nghịch thiên, không thể nào chống trời được. Chỉ có những người vô thần á, coi trời Phật không ra gì, rồi lập ra một đống thiên tử giả, một đống Phật Di Lạc giả, thì từ đó mới làm cho cái thế gian này nhiễu nhương. Chánh chánh tưởng đâu mình là chánh, ai về đâu mình thành tà. Rồi những người á, bị chửi là tà, nhưng mà cuối cùng lại là chánh. Cho nên nó đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược. Chỉ có một cái sư phụ từ đầu nói, mỗi chúng ta hội thiên phải tự đốt đuốc đi, phải có bi là đại bi, và phải có đại trí, và phải biết nhận xét và biết so sánh. Đừng bao giờ nghe những gì sư phụ nói, mà hãy nhìn kỹ những gì sư phụ làm, và phải thực hành những gì sư phụ mong muốn. Đừng có chấp tướng, và phải theo cha theo mẹ. Dầu sư phụ có làm lỗi gì động trời động đất, cũng có cha mẹ trừng trị, chứ không có hàng đệ tử mà phê phán. Những vị thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần làm những chuyện thế gian này khó hiểu lắm, cả sư phụ cũng chả có hiểu nữa. Tự nhiên xuống trần có một bà công chúa, tức là Long Dương đại đế, là Ngũ Long công chúa, là Quyền Châu công chúa xuất hiện. Bây giờ thêm một công chúa Thượng Bình Ngọc Thiên đại đế xuất hiện, làm cho phụ bị tai tiếng. Cái con thấy làm sao? Cái là cơ trời, sư phụ có muốn vậy không? Bây giờ sư phụ hiểu, nhưng mà sư phụ không có nói cái này được. Rồi thiên ma nó dỗi mồm dỗi miệng, và nó chấp hình tướng, rồi nó nhập vào tâm, rồi nó nhập vào khẩu, để cho hàng đệ tử đi vào địa ngục. Thời mạt pháp rất là nhiễu nhương. Đó là lý do cuối cùng lại chỉ còn có một. Cách đây 10 năm về trước, sư phụ rất là nôn nóng. Trời ơi, tới ngày hôm nay qua 5 năm trời, từ năm 2018 lên mạng tới giờ mà tới cái điện thoại mà bị nóng quá cũng tắt. Cho nên ở ngoài kia đó, ai mà coi được tới khúc này mà nó ngưng á, thì phải nhờ khúc khác, nhờ mấy cái máy của mấy đứa kia đó. Hiện giờ có 2, 4, 6, 8, 9, 9 cái máy quay thì thế nào cũng có đầy đủ. Tôi chưa bao giờ có một cái ban bệ IT hay người làm truyền thông đàng hoàng hết. Chỉ là giao duyên tự nhiên thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ý của thù là ý thiệt, ý thật, lời thật, lời thiệt. Là cái quan trọng.
chứ nó không có qua lá cành gì hết trơn á. Dạ tới ngày hôm nay mà ghép với nói mấy cái clip này cũng chả biết luôn, bỏ chữ lên cho nó trên cái màn hình cũng chẳng biết sao bỏ nữa. Nó phải học qua cái gì á hả, nó mới ra chữ cái đó, thì cũng chẳng làm được, mà cũng không có muốn làm nữa, tại thì cái đầu á lúc nào cũng suy nghĩ chuyện đại sự không à, không có giờ để tập trung vô mấy cái này. Nãy nói tới đâu thà. Nóng quá ha, đứng gió. Xong rồi từng rồi đuổi mấy chục người xuống núi để nó mang trượt lên. Cái này cho hộ ấy, nhờ ông chân thần phải điểm danh cái tâm từng người, cái ai là người xấu người tốt. Ông là người quyết định, chứ dù cũng chẳng có hả người quyết định ai là người xấu người tốt. Nên những người mà lạ mà bị đuổi xuống á, cũng đừng có buồn nha, thì cái tâm của mình không có thành tâm lên á. Cho nên những người xung quanh á, nhìn thấy những người bị đuổi xuống núi á, thì cũng bình thản thôi, tại vì mấy vị thần thánh khác hơn mình. Thiên tướng kiên này mang thân người nhưng mà không phải là loài người, chỉ có phần nữa là sanh ra từ con người, nhưng mà nguyên thân thể và cả thần hồn đều là người cõi trời. Xác phàm này có 7 dòng hào quang, trí tuệ này là của thượng đế cho, cha mẹ tạo ra quá sanh. Cho nên thiên tướng kiên này không phải là người bình thường, thì nếu ai mà coi mình là người bình thường thì người đó làm to đó. Chỉ có lòng từ bi xuống trần để mà cứu nhân loại, gì đó là lời nguyền xin cha xin Phật rồi cùng với đức thầy hạ phàm. Còn ai mà hiểu không tới, làm gì trên đời này có người tái sanh, làm gì có một thằng con của ông trời nó tái sanh. Ta là vua của tất cả các vị vua ở thế gian này, các ngươi không hiểu thì đừng có phạm thượng. Bao nhiêu đời tái sanh đều là làm vua, không có đời nào mà tái sanh xuống mà thế gian này là lúc bình thường hết. Lúc thế gian bất bình thường cha mới cho sư phụ tái sanh để mà dìu dắt nhân loại. Tại nhân loại cứ lặn hợp trong cái cõi ta bà này hàng triệu năm, hết đời này sang đời khác, u mê không có biết đường về. Lần này lần cuối sư phụ xuống trần để mà xin cho tất cả mọi người đi về và chỉ con đường chánh đạo đi về, và người nào không hiểu thì sẽ bị loại ra khỏi luôn á, gọi là tiêu xác tiêu hồn á, để cho bề trên thay. Giống như con có một cái ruộng lúa, bây giờ cái lúa này lúa lép, con cứu nó không nổi, mà con cứ đi lụm lên từ hạt rồi sàng tới sàng lui hoài nó mệt không, thôi bỏ đi, mình làm cái vụ khác, mình lấy giống khác. Đó là như thế. Còn thiếu nói riêng này không có nở nhẫn tâm thì mới ngồi ở đây. Mà khi mà ngồi ở đây thì ma quỷ nó là vô minh mà, đâu có biết. Cho nên những cái lon sữa bò mà thờ trước cửa nhà là thờ cha đó, cha là đấng tạo hóa, mà không có nhìn cha là cha, mà đi nhìn tà tức là nhìn giặc làm cha, thì có nghĩ là mình còn tồn tại không? Có người nó có xác phàm thì đi làm, có người mình có linh hồn thì mình mới học cho cái linh hồn mình nó thăng tiến để làm trời làm Phật, làm thánh làm thần, chứ không phải có linh hồn rồi cái mình cứ chấp vào cái thân phàm nó đòi hỏi cái gì á mình cũng chịu nó hết, rồi mình không có biết ở đâu ai là ông trời.
thì làm sao mà ông trời cứu mình được? Còn mình đi theo ma theo quỷ để phá hoại người ta, làm những chuyện là không có chánh nghĩa, không có giữ nhân lợi nghĩa chí tính, thì làm sao mà đi về trời được? Đâu phải dễ đâu. Đi về tại trời á, mà nếu mà từ bi mà cho những thành phần đó mà về trời, có phải làm náo động cõi trời không? Ở trên trời còn hiền hơn thế gian mà gấp tỷ lần. Bây giờ đưa tài thiên lên thôi mà cũng là náo động thiên cung rồi, mà tài thiên cũng có cái chánh nghĩa đó. Mà dưới này đâu phải là tài thiên, toàn là dân chôm, dân chĩa, dân nói láo, nói khoét. Dân gì đâu không mà đâu giống tài thiên đâu. Suy nghĩ đi, dân xăm mình, dân quậy đâu không à. Cộng sản vô thần chuyện trắng thì nói đen, đen là nói trắng. Hồ Chí Minh làm gì cầm cái cục gạch nóng, mà nó cũng nói là Hồ Chí Minh là người phi thường, cầm cục gạch nóng, nói láo. Vậy mà có người nghe đó. Hồ tuyên bố hồi bữa, ngày 2 tháng 7, tức là cách đây mấy ngày, là giải tán Long Hoa Mật Tạng, đó là thật. Ai mà hôm nay sau này mà khi sư phụ về nước mà còn liên quan đến những cái gì mà hôm nay tuyên bố đó, thì đừng có hòng mà ra giúp sư phụ để mà tạo công đức nha. Những không có dùng những cái thành phần đó, nó có ngày có giờ để quay tâm, chứ giờ chót mà quay tâm thì xin lỗi muộn này, không có tính như vậy. Trời Phật nó cũng có cái giới hạn của trời Phật á. Okay, trời nóng quá, nãy giờ không quay được bao lâu rồi? Hả? 1 tiếng 14, 10 tiếng mấy nữa là... Mà sao con tắt cái máy con làm chi vậy? Nó bị nóng. Ô, tự con quay con bị nóng nữa. Có cái máy nào quay liên tục thua giữ cái đó. 1 tiếng 15 phút. Nhưng mà mắt khúc nào. Thu có nhiều cái để nói lắm, nhưng mà giờ trời nóng quá sao nói. Ở ngoài kia có ai muốn nghe nói nữa không? Hả? Cái gốc cây kia đó, mát hơn. Ở đây có sự hiện diện khoảng như ta khoảng 50-60 người không? 60 người. 60-70 người. Nhưng mà mấy con từ nay sau đừng có quay những cái người xung quanh trên mạng nha. Tóm lại câu chuyện hôm nay, cái bài thơ á là cái bài quan trọng nhất để phụ tóm tắt lại câu chuyện bữa nay, tiếng mấy cũng đủ rồi. Đao binh khói lửa lan tràn, có nghĩa là trong vài tháng nữa nước Việt sẽ có biến động, thế giới có biến động, gọi là đao binh khói lửa lan tràn. Cái đao binh khói lửa lan tràn này, tiếng súng nổ hay đại bác hay bom, nó không có, nó khác hơn cái tiếng của thiên nhiên từ núi cấm nổ ra, là tiếng sấm thứ ba, hai cái khác nhau nha. Đức Thầy xuất hiện để mà cứu dân độ thế, đó là Di Lạc số 1. Còn sư phụ là hàng đồ đệ tử là Di Lạc số 2. Thì sẽ chuẩn bị cái gì? Khi mình nghe được câu này là mình phải điếm hồn, mình phải mua đồ ăn, thức uống, xăng, dầu, dự trữ trong nhà mình, ở dưới quê. Đao binh khói lửa lan tràn. Nước Việt á, đao binh khói lửa lan tràn. Rồi sao nữa? Cái câu kế tiếp, một vị Bồ Tát mà cho mình, này là thơ của Bồ Tát nghe, không phải là thơ của Kiệt đâu à. Thơ Kiệt mà nó chạy ra đó, cái tay của sư phụ dở tiếng Việt lắm, dưới không kịp. Tại điểm mà nó chạy ra thơ đó,
Thu chỉ có nói bà sư mẫu ơi, cái đầu của tôi nó nhiều chữ quá, bà ngồi bà thức dậy bà viết giùm tôi, bà lấy máy bà thâu miệng tôi nói, còn nó không thâu cả đêm không ngủ được á, thì điển nó chạy ra nhiều chữ lắm, ngộ lắm. Mấy con biết có cái vụ đó không? Dù có bị hoài không? Đao binh có lửa lan tràn, hồn ai nấy giữ, giặc tràn sang sông. Cái câu này á, ngắn, hai câu nó ngắn nhưng mà nó đầy đủ. Hồn ai nấy giữ nghĩa là cái gì? Lúc đó đó, cả những cái đường mà tiếp tế là lương thảo, săn nhớt, thuốc men, thiếu một chút thôi là con người chúng ta sống không nổi rồi đó. Thu bây giờ hiện giờ đang thiếu cái đồ mà xịt miệng là thở không nổi, hay là nói chuyện không ra hơi vậy đó. Huống hồ cho mấy người bị tiểu đường, hay là đang lọc máu, hay là bị bệnh nan y vậy đó. Rồi ở đâu bán thuốc? Rồi câu hồn ai nấy giữ nè, tiệm thuốc nó cũng đóng, nhà má má cũng đóng, nhà ba ba cũng đóng, nhà chị cũng đóng, lúc ai cũng thủ hết chứ. Cho nên mỗi cá nhân ở nước Việt á, là phải tự thủ á nghe, thủ đồ ăn, thủ nước uống. Nhà ai á, giờ nhà bên kế bên nó có ăn thùng nước, nó cũng chả biết bao lâu mới hết chiến tranh, nó có dám cho cái nhà kế bên nước không? Cho nên phải thủ, mỗi nhà phải thủ nước uống. Hồn ai nấy giữ, giặc tràn sang sông. Cái câu chữ giặc tràn sang sông chú không biết giải thích như thế nào, nhưng mà ở vùng Tây Ninh, cạnh biên giới của Miên với Việt, và ở vùng Hà Tiên á, cạnh biên giới Miên với Việt, nó có những con sông thì giặc tràn sang sông. Thì nên nhớ nha, bữa giờ tập chuẩn bình cho quân xuống ở cái tỉnh gì miền Tây đó của Miên á, để mà tập trận á, thì cái câu này có thể là nói về giặc nó qua sông á, cái thượng nguồn của sông Cửu Long của mình á. Bữa nay mình được một vị Bồ Tát vừa tặng cho chúng ta cái bài thơ đao binh khói lửa giặc tràn sang sông, hồn ai nấy giữ, đao binh khói lửa lan tràn, hồn ai nấy giữ, giặc tràn qua sông. Đây là máy nào nãy giờ quay liên tục. Đây đó này ha. Đây là chân dung của ngài Ngọc Thiên Đại Đế, tức là ông trời thứ nhì. Hôm nay sư phụ bắt đầu phổ biến cái này ra để cho nhân loại để mà thờ cúng. Mình thờ cúng cha mình là chính, nhưng mà thờ cúng cái vị này là phụ. Thờ cúng cha tại vị này làm việc dưới thượng đế Ngọc Hoàng, còn này Ngọc Thiên mà, nhưng mà Đại Đế. Còn này là hình của Long Vương Tam Đế, tức là cha của sư mẫu. Thì cái này ở ngoài đó người ta cũng có, cho nên coi trên cái Facebook sư phụ sẽ có hai cái hình của hai vị này, thì cứ in ra rồi thờ. Người nào ở vùng biển thì thờ Long Vương Tam Đế, còn người nào mà tu đạo đó là người tu hành thì thờ Ngọc Thiên Đại Đế. Rồi ai mà không hiểu mà đi theo đám Long Hoa Mật Tạng, cái thằng này nó xưng nó Minh Dương là Cao Đức Toàn, còn cái ông bụng phệ mọc quần cục xưng là Phật Di Lạc, thì cái đó là của do cộng sản nó lập ra, phải xa lánh, nếu không sẽ tạo nghiệp lớn lắm á. Tại cái bọn này là cái bọn phá hoại, nhưng mà nó rất là đông, tụi nó không có từ bi đâu, mà nó xưng Phật với trời với Minh Dương không à. Cộng sản nó hay có cái chuyện là nó nhái theo, không biết không, giống như là làm đồ hàng giả, Trung Cộng làm hàng giả vậy đó. Cái chuyện mà Minh Dương mà nó cũng làm giả được, rồi Phật Di Lạc nó cũng làm giả, nó cho ai uống bia bụng phệ cái là nó cho là Phật Di Lạc, con có tưởng tượng như vậy không, mà chả có dạy cho ai ăn hiền ở lành gì hết. Thì chung quy lại cái bài thơ đó, hôm nay tựa đề là dân Việt Nam sắp sửa có binh đao khói lửa, sắp sửa có biến động, thì nên chuẩn bị
clip này cũng không có căng gì mấy. Hay là thiên tử lúc nào cũng cười hề hề, ai nói gì nói. Đường ta ta cứ đi, lối âm tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ rẽ người khinh, thôi thôi ta để mặc tình. Chuyện gì phận mình lo, hồn ai nấy giữ, chuyện mình lo. Bên này chế lại của Đức Thầy. Thường ngày sư phụ giao tiếp tất cả các vị bề trên, từ Phật cha mẹ, thường sư phụ thỉnh an mẹ mỗi tận lần, thỉnh an cha, thỉnh an vị này vị kia, người thăm hỏi vị này vị kia, sư phụ rất là bận, cả ngày sư phụ cứ thăm hỏi vị này vị kia không à, mà không phải người phàm, toàn là trời với Phật không. Rồi coi sóc chuyện trên núi bằng thần thông, sư phụ có thần thông, cho nên đứa nào nghĩ gì sư phụ biết, sư phụ nói gì là chúng tới đó, đừng chối. Tại chối là cái nhã đó, giống như bốn người xỉn rượu á, cái Phật nói đệ tử nào mà có thằng đệ tử nó ra nó xin lỗi Phật, con lỡ phạm giới rồi đó, Phật nói con ngoan đó, con sẽ thành Phật tương lai gần nhất. Còn con thằng nói hết tông, con không có say đâu. Cái thằng đó hả? Khi nào mà cái núi bằng đá cẩm thạch đó mà lấy cái khăn đó mà lao cho mòn á, là nó hàng tỷ 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 năm, cái thằng đó chưa có thành Phật nữa. Thế nên cha mẹ trời Phật lúc nào cũng thương chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta, nhưng mà chúng ta phải biết sám hối và quay đầu, đó là điều quan trọng. Thì con của Phật cũng vậy, cha là độc giác Phật, sư Phật là Phật nhí, Phật con, Đức Thầy là Phật Di Lạc, sư phụ là Chiên Thừa Di Lạc số 2 hàng Bồ Tát, thì cũng là từ bi như các chư vị thôi. Thì đứa nào quay đầu thì sám hối, sư phụ cũng vẫn thương. Ai như là Phật hôm nay, đó là những lời cuối cùng nhắn nhủ cho tất cả mọi người phải chuẩn bị binh đao khói lửa trong năm nay, trong vài tháng tới đó. Gán vào lời lo liệu nha. Tạm biệt, trời nóng quá.